6,6 tỷ đô la Mỹ đổ vào bất động sản trong năm 2018, đứng thứ hai trong các lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Theo CBRE, bất động sản Việt Nam được coi là ngôi sao mới nổi của châu Á, với hàng loạt các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Năm 2019, ngân hàng tăng hệ số rủi ro đối với cho vay bất động sản từ mức 150% lên 200%, dòng vốn vào bất động sản sẽ siết chặt hơn. Một loạt thành phố vốn là tâm điểm của thị trường như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang sẽ kiểm soát chặt việc cấp phép cho các dự án mới, đặc biệt là nhà cao tầng. Cơ hội nào cho thị trường bất động sản 2019? Vâng, đó là những yếu tố sẽ tác động tới thị trường bất động sản trong năm 2019. Trong đó thì có thể thấy là tại một số thành phố lớn, do quỹ đất hạn hẹp và áp lực về hạ tầng, chính quyền địa phương sẽ phải quản lý chặt việc cấp phép dự án mới. Và trước thực tế này, từ năm ngoái thì thị trường đã chứng kiến làn sóng các doanh nghiệp bất động sản từ lớn cho tới nhỏ nườm nượp mở rộng đầu tư về các tỉnh thành khác. Xu hướng này đã phá vỡ thế độc tôn về đầu tư và phát triển dự án bất động sản của Hà Nội hay là của Thành phố Hồ Chí Minh. Ở miền Bắc thì có Quảng Ninh, có Hải Phòng, Bắc Ninh hay là Thái Nguyên. Miền Nam thì có Bình Thuận, Bình Dương, Long An hay là Kiên Giang. Vân Đồn, Quảng Ninh là tâm điểm của giới đầu tư bất động sản miền Bắc nửa đầu năm 2018. Tỉnh Quảng Ninh đã phải tạm dừng thủ tục hành chính về đất đai để ổn định thị trường, tránh tình trạng sốt ảo, thổi giá đất tại đây. Sau nửa năm, lệnh cấm đã được chính quyền tỉnh Quảng Ninh gỡ bỏ và ngay lập tức, nhiều nhà đầu tư từ Hà Nội và các địa phương khác đã đến đây để tìm kiếm cơ hội. Tôi cũng đang đầu tư vào những cái khu mà có sổ đỏ và có quy hoạch rõ ràng, và đặc biệt là những dự án được duyệt. Thị trường Vân Đồn là đã có sức nóng rất nhiều trong cái đợt này. Hải Phòng cũng là địa phương thu hút hàng loạt các dự án bất động sản lớn cả trong và ngoài nước. Sản phẩm chủ đạo tại các tỉnh là nhà đất và đất nền. Có những khách hàng đầu tư lướt sóng thì họ cũng đôi khi cũng chỉ bỏ ra 300 triệu tiền đặt cọc thôi. Và đã có thể là chào bán lại cho các khách hàng để đầu tư thì cũng sinh lời được vài trăm triệu. Thậm chí là có những căn mà khách có thể thu được hơn 1 tỷ. Theo nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, tỷ lệ giao dịch thành công tại các tỉnh trong năm qua lên tới 60%. Những doanh nghiệp tên tuổi trong làng địa ốc như Vingroup, Sun Group, Novaland, Himalayan, Đất Xanh đều tham gia cuộc đua đầu tư tại các vùng đất mới. Cái chi phí đầu tư ban đầu tại các tỉnh nó thấp hơn các thành phố lớn rất là nhiều. Và đấy nó cũng là lý do tại sao mà nó tạo nên cái giá cơ sở của các sản phẩm nó rất là thấp, dẫn đến cái việc là nó vẫn có khả năng sinh lời và tăng giá trong tương lai. Tại một số tỉnh, giá đất biến động tăng lên tới 10%. Đây chính là lực hút các doanh nghiệp lẫn các nhà đầu tư đổ về đầu tư tại các tỉnh có lợi thế về hạ tầng, giao thông. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, tại một số địa phương tiếp tục xuất hiện tình trạng tự san lấp đất nông nghiệp, đất rừng nhằm lập các dự án phân lô bán nền trái quy định. Các nhà đầu tư cần hết sức cảnh giác và không nên tham gia góp vốn vào những dự án này. Ngoài ra, các tỉnh cũng cần xem xét phân bổ hợp lý theo giai đoạn việc phê duyệt phát triển mới các dự án bất động sản, tránh phê duyệt ồ ạt, tạo dư thừa lớn nguồn cung trong tương lai. Đó là câu chuyện về thị trường bất động sản tại một số địa phương đang có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư. Tất nhiên là không phải là vị trí nào, dự án nào đầu tư thì cũng mang lại thành công, mà còn tùy thuộc vào yếu tố về nguồn cung, về khả năng kinh doanh hay là sinh lời. Còn trên bình diện chung thị trường thì phân khúc bất động sản nào sẽ chiếm ưu thế, là đất nền, là dự án nghỉ dưỡng hay là chung cư? Chúng ta hãy cùng theo dõi ý kiến từ phía các chuyên gia. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, 80% người dân đô thị có nhu cầu về căn hộ giá bình dân dưới 25 triệu đồng một mét vuông. Thế nhưng, nhìn vào biểu đồ thống kê nguồn cung căn hộ tại Hà Nội năm 2018, căn hộ giá bình dân chỉ chiếm chưa tới 40%. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, con số này còn thấp hơn, chưa tới 20%. Theo đại diện Bộ Xây dựng, nhà giá bình dân sẽ được quan tâm phát triển trong thời gian tới. Chính phủ đang quan tâm vẫn các cái nhà ở giá thấp, bởi vì chúng ta còn cái đối tượng mà cần cái nhà này còn rất nhiều. Cái nguồn cung ấy về cái này vẫn còn ít. Tuy nhiên, các doanh nghiệp bất động sản lại không mấy mặn mà. Những cái phân khúc nhà ở xã hội hay nhà ở giá thấp thì hiệu quả kinh tế rất thấp hơn so với những cái phân khúc nhà ở giá cao và trung bình. Trước thực tế thị trường hiện nay, các chuyên gia cũng đưa ra dự báo căn hộ hạng trung bình và nhà đất, đất nền mới là phân khúc được các nhà đầu tư bất động sản tập trung phát triển trong năm 2019 và tiếp tục dẫn dắt thị trường. Bởi khi dòng tín dụng vào thị trường bất động sản tiếp tục bị thắt chặt năm 2019, thì các nhà đầu tư phải tái cơ cấu nguồn cung, đi vào các phân khúc dễ bán hàng để sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Thanh khoản tốt nhất thì vẫn cứ là cái phân khúc trung bình và khá.
Bởi vì thật ra mà nói là cái những cái phân khúc này là những cái phân khúc mà nó đáp ứng được đa phần những cái nhu cầu của cái người mua. Ngoài ra, các loại hình bất động sản mới áp dụng công nghệ 4.0 như chia sẻ kỳ nghỉ tham xe, kinh doanh dịch vụ phòng lưu trú Airbnb, văn phòng chia sẻ co-working, căn hộ văn phòng Offitel sẽ tiếp tục bứt phá trong năm nay, cạnh tranh trực tiếp với mô hình bất động sản truyền thống. Sẽ trở thành giống như là một cái mốt đối với thị trường bất động sản, và đây cũng là một cái xu hướng mà chủ đầu tư nào nhanh nhạy bắt kịp thì nó cũng sẽ là một cái dòng sản phẩm mới để mình khai thác thêm cái đối tượng khách hàng của mình. Với sự xuất hiện của các loại hình bất động sản mới và sự hỗ trợ của công nghệ, dễ dàng kết nối giữa người có nhu cầu và người cho thuê, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn hình thức mua bán bất động sản đầu tư để cho thuê dài hạn, thay vì mua rẻ bán đắt kiếm lời như nhiều năm trước.